Biosa, an toàn sinh học. Xin chào, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với bà con một sản phẩm, đó là thuốc trừ sâu sinh học, tinh dầu thảo mộc Nakisivkp. Tinh dầu thảo mộc Nakisivkp được chiết xuất từ nhiều loại thảo mộc khác nhau. Công dụng: giúp cây trồng phòng và ngăn ngừa dẹp sáp, nhện đỏ, cào cào, sâu ăn lá các loại, phòng ngừa và xua đuổi các loại côn trùng chích hút. Tinh dầu thảo mộc Nakisivkp không gây hại cho con người, vật nuôi và môi trường. Sản phẩm được phân phối trên toàn quốc. Tinh dầu thảo mộc Nakisivkp giúp bà con sản xuất an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Mua hàng chính hãng tại biosa.vn, hotline, Zalo 0869114188. Chúc bà con trúng mùa, được giá.